đề an toàn thực phẩm luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu của mỗi chúng ta, đặc biệt trong bối cảnh mất an toàn thực phẩm đang đáng báo động như hiện nay. Nhưng cũng từ đây, có những doanh nhân đã nhanh nhạy, đã nhìn thấy cơ hội lớn từ thị trường kinh doanh ẩm thực sạch, an toàn. Hãy cùng Góc Doanh Nhân xem họ đã tận dụng cơ hội ấy như thế nào quý vị nhé! Mỗi dịp Tết đến xuân về, ngoài những bộn bề cho việc sắp xếp công việc, mua sắm để chuẩn bị đón một cái Tết tươm tất ấm cúng, nhiều người còn mang nỗi lo về việc tìm cho mình một địa chỉ ẩm thực an toàn để thưởng thức sau khi vui chơi cùng gia đình và bạn bè. Với sự nhạy bén của người doanh nhân, nỗi lo ấy của người tiêu dùng đã phần nào được hóa giải. Nắm bắt được cái nhu cầu ngày càng cao của người dân thành phố về ẩm thực, bảo đảm sức khỏe, vệ sinh an toàn thực phẩm. Làm sao để cho được khách an tâm khi ăn uống, nhà hàng Quá Ngon đã ra đời với phương châm sức khỏe quý khách là vàng. Mỗi một sản phẩm mà nhà hàng mang ra phục vụ cho thực khách là một minh chứng cho phương châm hoạt động của nhà hàng. Với quy trình làm việc chặt chẽ, không dùng phẩm màu, không dùng dầu tái sinh, chỉ dùng thực phẩm tươi sống, vệ sinh an toàn tuyệt đối.